Vào một ngày Vivi đang ở trên tàu thì bất ngờ nghe tiếng hét của Luffy vang lên. Chạy tới thì mới biết Luffy đã câu được một người đó chính là Bon Clay. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Không có gì tại ông tự va vào thôi. Bon Clay thấy Vivi thì nói cô chính là gu của tôi. Để cảm ơn mọi người Bon Clay muốn biểu diễn cho mọi người một tiết mục. Ông ta đi tới và đấm Luffy bay vào bên trong. Trước sự ngạc nhiên của mọi người Bon Clay đã biến thành Luffy. Đây chính là sức mạnh của trái clon chỉ. Cần chạm bàn tay trái vào thì khuôn mặt sẽ trở lại bình thường. Bon Clay bắt đầu chạm vào những khuôn mặt của mọi người trừ Sanji. Bon Clay biến thành tất cả những người ở đây, thậm chí còn cho Sanji và mọi người xem free thân hình của Nami. Kết quả thì ai cũng đã biết, sau đó là màn giao lưu hòa tan rất nhanh của Bon Clay với bộ ba hài hước. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại những cảm xúc không thể nào quên. Bon Clay chào tạm biệt nhóm Luffy và trở lại thuyền của mình. Lúc này Vivi vô tình nghe được tên của Bon Clay thì nhận ra đó là một trong những tay sai của Crocodile cá sấu. Vivi nhớ lại có khuôn mặt của cha mình khi Bon Clay hóa ra Đích chính của hắn có thể là dense powder Một thứ bột tạo ra mưa nhân tạo Hội đồng thế giới đã ngăn cấm việc sản xuất và sở hữu nó Bởi vì nó có thể tạo ra mưa Nhưng thực ra là lấy lượng mưa từ những nước bên cạnh Vì điều đó đã xảy ra những cuộc cãi vã Cuộc tranh chấp giữa các nước Vivi nói hai năm trước có một Lượng mưa nhân tạo lớn được đưa vào cảng Alabasta Năm đó không có một trận mưa nào ở khắp nơi Ngoại trừ Alubarna nơi cha cô sống Lúc phi liền cho rằng cha Vivi là một kẻ xấu Sanji liền nói, đồ ngốc đó là cha Vivi đã bị vu khống, nhưng người dân thì cho rằng chính cha Vivi đã đưa nó từ bến cảng về lâu đài. Họ không ngờ đây chính là kế hoạch của cá sấu dùng bon clay để cải trang. Sau đó để quân hoàng gia và quân phiến loạn đánh với nhau khi hai bên suy yếu cá sấu sẽ xuất hiện như một người hùng lúc cá sấu đang được người dân xem như là thiên thần bảo hộ của Alabasta vua của sa mạc. Dù cá sấu có nói họ là dân đen đi nữa thì bọn họ vẫn luôn tôn sùng. Cá sấu đi tới và ném tên hải tặc trước mặt vua của Cobra. Hắn nói vua cobra hãy xử quân phiến loạn, còn hắn sẽ xử bọn hải tặc. Bên kia Zoro đề nghị dùng ký hiệu để dễ nhận biết mọi người. Thấy Zoro thông minh đột xuất Sanji liền nghi ngờ Zoro có thể là Bon Clay cải trang. Luffy nói nếu có bất cứ chuyện gì thì hãy đưa cánh tay. Đây chính là biểu tượng của tình bạn chúng ta sẽ tiến tới Alabasta. Họ đi tới sa mạc căn cứ của quân phiến loạn ở Dubai, nhưng mọi người đã hết nước khác khô cả họng. Nhưng khi tới thì ở đây đã không còn ai chỉ còn một ông già đang đào cát tìm nước. Hỏi ra mới biết quân phiến loạn đã rời đi. Luffy vô tình gọi tên Vivi trước mặt ông già nên Luffy liền tới giải thích Vivi không phải là công chúa đâu. Nhưng ông già khi biết đây chính là Vivi thì rất vui. Lúc này Vivi mới nhận ra ông là Toto vì trong ông ta đã già yếu đi nhiều. Và người dân ở đây luôn tin tưởng vua Cobra không phải là người như vậy. Nhưng khoảng 5 tiếng trước quân đội hoàng gia đã xâm lược Nanohana, bên kia quân phiến loạn của cô gia đã đến hơi muộn cả thành phố, đã bị thiêu đốt. Lúc này mọi người bắt đầu sơ tán người dân ra khỏi đây. Sau khi biết vua Cobra đã ra lệnh cô ra quyết định liên lạc với tất cả quân đồng minh đặt dấu chấm hết cho vương quốc vua Cobra, nhưng họ không ngờ rằng mọi việc này đều nằm trong kế hoạch của cá sấu. Bước tiếp theo họ sẽ ngăn không cho Vivi và cô ra gặp nhau. Sáng hôm sau, vương quốc Alabasta sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau kế hoạch tìm ra Pluton của cá sấu sẽ thành hiện thực. Bên kia ông già cầu xin Vivi hãy ngăn cuộc chiến này lại, bởi vì đội quân của cô ra đã không còn đường lui. Trước khi đi ông lão đã cho Luffy bình nước hiếm hoi của ông ta, Mọi người bắt đầu lên đường nhưng bất ngờ đi nửa đường thì Luffy lại muốn bỏ cuộc. Phi nói ngăn chặn quân nổi loạn thật nhàm chán, Vivi tôi muốn đá vào mông tên cá sấu kia. Bất ngờ Vivi đi tới và đấm Luffy, Vivi muốn cược tính mạng mình để ngăn cuộc chiến cô không muốn bất kỳ ai phải chết. Luffy liền tới đấm lại, nhưng sau đó Luffy đã để Vivi đấm vào mặt mình. Luffy giữ tay Vivi lại và nói: "Hãy đặt tất cả tính mạng của chúng ta không phải chúng ta là bạn sao?" Điều này làm Vivi rất cảm động khóc không ngừng. Luffy đội chiếc mũ rơm lên và nói hãy cho tớ biết tên cá sấu đó đang ở đâu. Bên trong vương quốc Chaka rất bất ngờ tại sao Nanohana bị tấn công mà không có mệnh lệnh nào được ban ra. Bất ngờ vua Cobra đi ra và nói Peo hãy bay đi do thám sau đó tập trung tất cả quân đội đánh một trận sinh tử với quân nổi loạn, nhưng họ không hề biết đây cũng chính là kế hoạch của cá sấu. Bên kia nhóm Luffy trên sa mạc đang di chuyển nhanh trên. Một con cua, Vivi cảm ơn Luffy rất nhiều nhưng Luffy nói sau khi đã đít tên cá sấu cậu cho tớ ăn thật nhiều là được. Nói là đến một cơn bão cát xuất hiện cá sấu đã bắt giữ Vivi, Luffy liền đầm tới nhưng vô ích với cá sấu, bất ngờ trên không Peo bắn đạn xuống và cứu được Vivi, bất ngờ Robin dùng năng lực bắt chim của Peo sau đó Peo lao tới chỗ cá sấu nhưng đã bị Robin khống chế, cá sấu nói cho Vivi biết buổi tiệc của hắn đã bắt đầu, đó chính là trận chiến quân phản loạn và quân đội hoàng gia đã sắp diễn ra, lúc mọi người đang không biết Luffy ở đâu thì Luffy từ trên cao lao xuống ném Vivi về phía của Zoro. Luffy bảo mọi người hãy đi trước ở đây cứ giao cho tớ. Ca sấu muốn ngăn lại nhưng đã bị Luffy đánh đấm vào đầu ngươi hãy bước qua xác của ta. Zoro và mọi người trấn an Vivi Luffy nhất định sẽ thắng bởi vì cậu ấy là man chính chúng ta sẽ đợi cậu ấy ở Alabama Bên kia Luffy không ngừng tấn công, nhưng những đòn đánh của Luffy trở nên vô dụng với Cá sấu. Ca sấu bắt đầu dùng năng lực tạo nên một hố cắt lún hắn muốn chôn Luffy xuống bên dưới. Bị liều nhảy lên đá cá sấu nhưng bị cắt của cá sấu hút teo cả chân. Luffy liền lấy ra bình nước để phục hồi lại nhưng bất ngờ cá sấu đã dùng cánh tay xiêng Luffy lên và chế giễu. Luffy tức giận bóp tay của cá sấu nên cá sấu đã vứt Luffy xuống cát lún. Bên kia mọi người còn 50 km nữa mới tới nơi nhưng cua thì không thể chạy nhanh hơn. Chopper liền gợi ý cua này rất thích múa bụng. Nami nhanh trí dùng cơ thể nóng bỏng của mình làm con cua chạy mát công suất. Bên kia những tay sai của cá sấu đang đứng trên ở cổng phía tây để ngăn Vivi. Nhưng bọn chúng phát hiện 6 người đều rất giống nhau. Bọn họ bắt đầu chia nhau ra phân tán lực lượng của bọn chúng nhưng chúng không biết vivi thật đã an toàn trốn thoát sau khi màn cải trang gở xuống làm cho những tên này rất tức giận vivi tới trước cổng nam để đón quân nổi loạn của cô ra nhưng bất ngờ một quả đạn đã bắn xuống kẻ đã bắn không ai khác chính là người của cá sấu cài vào lớp bụi đã che mắt của cô ra nên họ đã lướt qua vivi đứng trước vô số móng ngựa thì caru đã lao tới bên kia trước sự tấn công quân đội hoàng gia cũng đã ra lệnh bắn đạn pháo cuộc chiến giữa quân hoàng gia và quân nổi loạn đã chính thức nổ ra Bên kia Karu dùng thân thể của mình che chắn cho Vivi, sau đó họ tiếp tục đi vào bên. Trong những khi bay lên Karu đã bị bắn trúng, Vivi không còn cách nào khác phải để lại Karu cho bạn Karu chăm sóc. Bên kia mọi người đang gặp chút khó khăn khi chiến đấu với đám thuộc hạ của ca sấu. Usopp bị ả chuột chế giễu Luffy đã bị hạ còn Usopp chỉ là tên mũi dài vô dụng. Sau đó ả kéo Usopp tới cho tên cầm chày đánh gãy của mũi Usopp. Chopper rất tức giận định lao tới. Nhưng bất ngờ phía sau là hình bóng Usopp usopp tức giận khi ước mơ của bạn mình bị chế giễu lúc phi nhất định sẽ trở thành vua hải tặc mụ trục bắt đầu túm chân usopp và kéo đi usopp liền dùng súng bắn đạn mù về phía tên cầm chày sau đó nhảy ra chopper ở phía sau đẩy mụ ta đến cho tên cầm chày tự hủy mụ usopp phía sau lấy sừng của chopper một chiếc búa tạ được bắn tới hạ gục tên cầm chày và mụ chuột bên kia cô già đang cố di chuyển vào lâu đài để bắt vua cobra đầu hàng bên kia vivi đã đi tới chỗ của quân đội chaka còn Sanji thì đang bị Bon Clay đánh thê thảm bởi vì Bon Clay đã đóng giả thành Nami, cứ mỗi lần Sanji xem vòng một của Nami thì bị Bon Clay cho ăn đấm, Bon Clay quyết định dùng đòn cuối hạ Sanji nhưng bất ngờ đã bị Sanji đá vào mặt, bởi vì Sanji đã hiểu được vào thời điểm tấn công Bon Clay sẽ trở về trạng thái ban đầu, Bon Clay bị nói trúng tim đen liền đeo tất lên chân và đá Sanji, nhưng lần này đã bị Sanji đá lại cả hai bắt đầu dùng quyền cước với nhau. Cả hai cùng lao lên tung đòn cuối cùng và kết quả là Bon Clay đã bị Sanji đá trúng. Sanji châm điếu thuốc và nói hình như mình đã bị gãy mấy cái xương nữa rồi. Bên kia sau khi biết toàn bộ sự việc Chaka đã nghe theo chỉ đạo của Vivi, nhưng bất ngờ cá sấu lại đột nhiên xuất hiện đem theo Cobra tới. Bên kia Nami đang dùng sắm xét đánh. Double, Double tới dùng cái đầu nhím của mình tấn công Nami, nhưng Nami rất kiên cường vì so với những nỗi đau lúc trước nó chả si nhê gì cả. Nami dùng gậy bắn ra hai con chim sau đó nó xoay tròn và bắn đắp bồ đi. Bên kia Zoro đang chiến đấu với Boner. Boner bắt đầu biến tay mình thành những chiếc dao cắt, sau đó lao tới xoáy vào bụng của Zoro. Boner đi tới dùng tuyệt chiêu chém Zoro và chiếc trụ đồ nát sau đó rời đi. Nhưng bất ngờ Zoro vẫn đứng ở nơi đó. Lúc này Zoro đã nghe được khí tức trong vũ khí của hắn. Boner dùng tuyệt chiêu một lần nữa lao tới Zoro cũng bắt đầu xoay thanh kiếm. Kết quả Boner đã bị thanh Wado Ichimonji của Zoro hạ gục. Bên kia Usopp đã quấn vải quanh người đang khóc lóc về việc nghe tin Luffy đã chết. Cuối cùng đội quân phản loạn đã tấn công tới dưới chân của lâu đài. Bên trong cá sấu liên tục hỏi về bí mật của Pluton nhưng vua Cobra đã nói chuyện đó rất mơ hồ ông không biết. Cá sấu liền nói có một quả bom trong thành phố vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nó sẽ phát nổ. Nó sẽ thổi bay mọi thứ trong bán kính 5 km toàn bộ nơi đây sẽ bị phá hủy. Để ngăn vụ nổ cá sấu muốn Cobra đưa hắn đến lăng mộ Porneglyf. Vivi đuổi theo thì bị cá sấu ngăn lại. Chaka biến thành dạng người chó lao tới thì bị cá sấu đánh bị thương. Cô ra đột nhiên xuất hiện và đã biết mọi việc. Cá sấu liền tấn công và đánh cô ra văng ra. Cá sấu đi tới túm lấy Vivi và thả cô xuống bên dưới. Trong lúc tuyệt vọng bất ngờ Luffy cưỡi peo từ trên không lao xuống cứu Vivi. Bên dưới Robin đang đọc tấm Poneglyph. Đó là lý do mà cá sấu không thể làm hại cô. Nhưng sau khi biết Pluton không nằm trong Poneglyph này thì cá sấu muốn ra tay với Robin. Luffy cũng đã bay tới nơi tuy bị thương nhưng cậu vẫn đến với cá sấu. Còn bên kia mọi người phải tìm được quả bom, trước khi nó phát nổ, Usopp theo linh cảm thì quả bom sẽ được đặt ở vị trí cao nó mới có thể khuếch đại xa 5 km được. Bên kia cá sấu đã xuống tay với Robin và hắn muốn tự tay tìm Pluton, Cobra phía sau kích hoạt cơ quan để làm cho nơi này tự hủy, ông không muốn một kẻ xấu như cá sấu có. Được Vương quốc này, cá sấu liền trêu chọc nơi này có sụp đổ thì ta vẫn thoát được. Bất ngờ vách tường sụp đổ Luffy đã xuất hiện, cá sấu bất ngờ tại sao Luffy vẫn chưa chết? Luffy thấy Robin thì, nhớ lại Robin chính là người đã cứu mình, Luffy nói bởi vì ông vẫn chưa trả lại thứ mà ông đã cướp đi đó chính là vương quốc này, Luffy tung một cú đá vào mặt của cá sấu sau đó là một cú đấm khiến cá sấu bị thương, điều này làm cá sấu rất ngạc nhiên, thì ra lúc cá sấu đánh với Luffy ở sa mạc, Luffy nhận ra tay của cá sấu bị dính nước thì sẽ không biến thành cát được, cá sấu liền rút ra mũi kim độc để chiến đấu với Luffy, bên kia mọi người vẫn ra sức tìm kiếm quả bom lúc này Vivi phát hiện nhận ra tháp đồng hồ là nơi khả nghi nhất, nhưng bọn họ không thể tới đó kịp. Rất may Sanji và Zoro không hiểu sao đã ở trên đó. Lúc này phía trên cửa đồng hồ đã mở ra hai tên bên trong rất vui khi đã bắn hạ peo. Bên kia Luffy đang chiến đấu với cá sấu cả hai đã bắt đầu thấm mệt nhưng họ vẫn không dừng lại. Như lần này sau khi đá cá sấu thì Luffy cũng đã bị trúng độc. Chất độc này sẽ lan ra toàn cơ thể của Luffy. Luffy vẫn không dừng lại liên tục tấn công và dùng gắt linh đấm về phía cá sấu cho dù chất độc đã thấm vào người nhưng Luffy vẫn rất kiên cường, cá sấu rất bất ngờ về sự cứng đầu đó của Luffy. Luffy nói vì tình bạn, với Vivi cho dù chết cậu vẫn sẽ chiến đấu tới cùng nhưng cuối cùng Luffy đã gục ngã. Bên kia hai tên kia đã bắt đầu đốt quả bom, Nami liền nghĩ ra một cách dùng gậy ném tới chỗ hiểm của Usopp. Sau khi bật lên Sanji dùng chân của mình đẩy Chopper và Vivi lên cao, Zoro bên trên dùng thanh kiếm của mình trợ lực thêm. Chopper bay trên cao ném Vivi vào bên trong. Vi Vi dùng vũ khí của mình đã hạ gục hai tên kia và cắt dây tim mồi, cứ tưởng mọi việc đã được giải quyết, nhưng Vi Vi bất ngờ nhận ra đây là một quả bom đã hẹn giờ trước. Lúc Vi Vi đau buồn vì không thể ngăn vụ nổ xảy ra thì bất ngờ, Beo đã xuất hiện. Beo nói những lời từ biệt với Vi Vi và mang theo quả bom bay lên bầu trời. Quả bom phát nổ như lời tạm biệt với vị thần bảo hộ peo của vương quốc. Bên dưới cá sấu, không biết quả bom đã phát nổ, hắn tin rằng khi quả bom nổ thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Luffy đứng dậy và nói ngươi sẽ không đánh bại ta vì ta chính là vua hải tặc. Cá sấu cho rằng những kẻ nghiệp dư như Luffy đầy ở ngoài biển. Khi nào Luffy chưa biết nước biển sâu bao nhiêu thì hãy từ bỏ ý nghĩ đó. Nhưng bất ngờ Luffy đã đạp gãy chiếc mốc cầu độc của cá sấu. Luffy tung những cú đấm và đá liên tục vào người của cá sấu. Cá sấu không thể nào hiểu được Luffy bị trúng độc sao còn mạnh dữ vậy. Cá sấu dùng mũi dao lao tới thì đã bị Luffy đá bay thẳng lên trên. Cá sấu bắt đầu dùng bão cát tấn công Luffy. Luffy liền xoay cơ thể phóng lên cao, nắm đấm của Luffy xuyên qua đòn bão cát như một mũi tên đánh thẳng vào mặt cá sấu, sau đó liên tục là những cú đấm gắt linh đưa cá sấu lên tới đỉnh bay luôn ra khỏi tháp. Luffy bắt đầu rơi xuống bên dưới lúc đang hấp hối thì Robin kịp thời đưa thuốc giải tới. Bên trên tiếng hét dừng lại của Vivi đã, chấn động tới các hạt mưa bên trên, những hạt mưa rơi xuống và mọi người đã dừng lại, sau khi biết mọi chuyện này là do cá sấu làm thì tất cả mọi người đã buông bỏ vũ khí kết thúc cuộc chiến. Vivi và mọi người đi tìm Luffy đi tìm thì phát hiện Cobra đã cõng Luffy ra khỏi nơi đó. Vua Cobra thông báo mọi việc đã kết thúc mọi người hãy buông bỏ quá khứ và trở lại cuộc sống của mình. Luffy sau 3 ngày thì cũng đã tỉnh dậy Vivi liền tới trả lại mũ rơm cho Luffy. Luffy sau khi biết mình đã bỏ lỡ 15 bữa ăn một ngày ăn 5 bữa Luffy quyết định ăn một lần để bù lại. Bất ngờ Chaka đi vào và thông báo hải quân đang tiến tới đây. Tối ở đó mọi người đã hỏi quyết định của Luffy. Luffy nói chúng ta hãy ở lại ăn thêm vài bữa nữa. Kết quả là đã bị đánh hội đồng. Luffy nói Vivi nếu muốn làm hải tặc thì ngày mai hãy tới cổng phía đông. Còn Robin lúc này rất hoài nghi vì mình đã được hai người chữa đi cứu giúp. Một là Monkey đi Luffy, hai là Jaguar đi Robin nhìn về thuyền của Luffy như đang chọn lựa điều gì đó. Sáng hôm sau Vivi kể chuyến, phiêu lưu của mình cho toàn vương quốc. Luffy và mọi người bên kia khi nghe giọng của Vivi thì cho rằng Vivi không tới. Nhưng bất ngờ Vivi đã tới nhưng chỉ để nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả mọi người tớ không thể phiêu lưu cùng các cậu. Bởi vì tớ thật sự yêu nơi này nếu còn gặp lại chúng ta vẫn có thể làm bạn không? Luffy định trả lời có nhưng đã bị Nami ngăn lại. Bởi vì hải quân đang ở đây nếu trả lời thì Vivi sẽ bị kết tội. Luffy và mọi người đưa những cánh tay chữ X lên để nói với Vivi rằng dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì chúng ta vẫn mãi là bạn. Những giọt nước mắt đã rơi như kết thúc chiến phiêu lưu đầy cảm xúc của bọn họ thế là bộ phim tới đây đã kết thúc các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn nhiều